Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ ba ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Công bố nghị quyết danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cứu trợ cộng đồng gốc Việt sinh sống trong khu vực bị khoanh vùng phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 tại Campuchia. Đảm bảo an toàn tuyến du lịch cửa đại Cù Lao Chàm. Quốc tế hỗ trợ Ấn Độ vượt qua bão COVID-19. Thưa quý vị, sáng qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hội nghị hiệp thương lần 3 diễn ra ngày 16 tháng 4 vừa qua đã thống nhất lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu thành phần gồm tái cử 3 trên 13 người, tỷ lệ 23%, người dân tộc thiểu số 3 trên 13, tỷ lệ 23%, người trẻ tuổi 3 trên 13, tỷ lệ 23%, phụ nữ 5 trên 13, tỷ lệ 38%, người ngoài đảng 1 trên 13, tỷ lệ 8%. Đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, hiệp thương lần 3 đã thống nhất biểu quyết lựa chọn và lập danh sách 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu thành phần gồm tái cử 29 trên 91, tỷ lệ 32%, người dân tộc thiểu số 11 trên 91 người, tỷ lệ 12%, người trẻ tuổi 29 trên 91, tỷ lệ 32%, người ngoài đảng 15 trên 91 người, tỷ lệ 16%, phụ nữ 42 trên 91 người, tỷ lệ 46%. Đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã đã thống nhất biểu quyết lựa chọn và lập danh sách 921 người đủ tiêu chuẩn. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Bầu cử tỉnh diễn ra sáng qua, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố nghị quyết danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiến hành phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát công tác bầu cử sớm tại huyện Nam Giang diễn ra ngày 16 tháng 5 và bầu cử chính thức trên toàn tỉnh vào ngày 23 tháng 5 2021. Tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Quảng Nam, gồm ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng toàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Anh, ông Tạ Văn Hạ, Bí thư Chi bộ Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Vương Quốc Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy, cùng với 3 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, Quảng Nam có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại 3 đơn vị bầu cử. Ngày 23 tháng 5 tới, cử tri Quảng Nam bỏ phiếu bầu 7 đại biểu Quốc hội. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tập huấn, các nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố và cấp xã phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bà Trương Thị Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phổ biến một số nội dung về bình đẳng giới và vai trò của nữ đại biểu dân cử, kiến thức, kỹ năng để vận động bầu cử, nguyên tắc làm việc với cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, một số kinh nghiệm thực tiễn cũng được chia sẻ như phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm để đưa vào chương trình hành động nhằm tạo sức thuyết phục để nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Thông qua chương trình tập huấn, giúp các nữ ứng cử viên có thêm sự tự tin và trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để tiến hành vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất. Qua đó, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá kết quả tìm hiểu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay. Năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội gần 189,7 ngàn người, chiếm trên 23,56% lực lượng lao động của tỉnh. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm gần 158,3 người, chiếm gần 18% lực lượng lao động. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên 1,43 triệu người, vượt chỉ tiêu trung ương và tỉnh giao, với tỷ lệ bao phủ đạt trên 95% dân số toàn tỉnh. Quý 1 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đều giảm so với cuối năm 2020. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm xuống còn 94,32% dân số toàn tỉnh. Tổng thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2020 gần 4.280 tỷ đồng, tăng so với năm trước. Liên quan đến một số kiến nghị của ngành bảo hiểm, kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp xây dựng đề án nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thoát khỏi các xã vùng khó khăn. Có văn bản đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm năm 2021 trình Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy xem xét điều chỉnh. Các thành viên ban chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm mà Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh đặt ra năm 2021. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam vừa có cuộc gặp gỡ với những người quảng xa quê hương. Họ là những người con ưu tú với nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, xã hội, nghiên cứu khoa học, đang đóng góp một phần không nhỏ cho xã hội và quê nhà. Thăm tập đoàn Bing Corporation Group, ông Mai Văn Tư, tỉnh ủy viên, giám đốc, tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của ban lãnh đạo tập đoàn. Doanh nhân trẻ Lê Hùng Anh, chủ tịch tập đoàn, một người con ưu tú của quê hương Tam Kỳ, chia sẻ về sự phát triển và các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn đa phần là ở các quốc gia trên toàn cầu. Trước đại dịch COVID-19, tập đoàn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ về doanh thu trong quá trình kinh doanh, nhưng vẫn duy trì được đà phát triển. Là tập đoàn kinh tế đa ngành về công nghệ, du lịch, định cư, thành lập văn phòng ở nước ngoài, ngân hàng số, v.v. Bing Corporation Group cũng góp phần không nhỏ, đưa hình ảnh và vị thế của người Việt Nam ra toàn thế giới trong một thập kỷ qua. Năm 2021, tập đoàn mở thêm lĩnh vực về bất động sản với thương hiệu Khải Hưng Land nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng, uy tín và hướng đến một xã hội an cư bền vững. Đến thăm tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt thành phố Hồ Chí Minh do nhà giáo, doanh nhân Nguyễn Đức Quốc làm chủ tịch, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đánh giá cao sự phát triển không ngừng của 7 cơ ngơi trường liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12 rải khắp các quận với hơn 4.000 học sinh. Với phương châm Nam Việt nâng tầm tri thức Việt, tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt hiện là một trong số top các trường liên cấp chuẩn quốc tế tại miền Nam, có quy mô về cơ sở vật chất và đội ngũ thầy cô giáo trình độ chuyên môn sâu và lực lượng gần 50 giáo viên nước ngoài đến từ Mỹ, Canada, Úc, châu Âu đang công tác tại tập đoàn. Hiện nay tập đoàn đang đầu tư thêm lĩnh vực y tế tại quê nhà Quảng Nam với Trung tâm Y khoa Nam Việt, thành phố Tam Kỳ, vừa đưa vào khánh thành đầu tháng 3 năm 2021 và dự án Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm An dưỡng cao cấp dành cho người cao tuổi ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang triển khai thực hiện. Nhân dịp này, lãnh đạo đài và đội ngũ phóng viên, biên tập viên đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi gặp gỡ thân mật với cộng tác viên và những đơn vị phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam trong thời gian qua như Nha khoa Kim, Công ty Ý Cường Thịnh, Công ty Mùa bảo hiểm Á Châu, Acer, Tập đoàn Bất động sản A-Connection, Công ty Sữa Megamilky, Tập đoàn Amimesco, Thaco Trường Hải. Trao gửi những tình cảm chân thành nhất và mong muốn cùng tiếp tục hợp tác, lan tỏa những giá trị đẹp của người Quảng Nam xa quê hương tại miền Nam và trên chính mảnh đất quê nhà Quảng Nam. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ, Ban truyền hình tiếng dân tộc VTV5, Đài truyền hình Việt Nam mở lớp tập huấn trao đổi nghiệp vụ sản xuất tin bài thời sự cho các đài phát thanh truyền hình khu vực miền Trung Tây Nguyên.
Trong thời gian 3 ngày, hơn 50 nhà báo phóng viên đến từ 8 đài phát thanh truyền hình khu vực miền Trung Tây Nguyên đã được nghe nhà báo Trần Bình Minh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đã trao đổi kinh nghiệm sản xuất tin bài thời sự trong giai đoạn phát triển công nghệ thông tin hiện đại như ngày nay. Trong đó, việc phát hiện đề tài, khai thác đề tài, sử dụng phương pháp làm tin phù hợp với đặc thù là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Quan trọng nhất là việc sản xuất tin bài thời sự làm sao cho bà con dễ nghe, dễ nhìn và dễ hiểu nhất. Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên còn được nhà báo Hà Thu Hằng, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam truyền đạt phương pháp làm phóng sự ngắn hiện đại, thu hút người xem, cũng như cách dẫn hiện trường trong phóng sự ngắn. Lớp tập huấn lần này nằm trong dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc của Ban Truyền hình tiếng dân tộc Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số để tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền số trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Quảng Nam phối hợp khai trương mô hình Trung tâm Điều hành Giáo dục Thông minh IOC Edu, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, Sở Giáo dục Đào tạo và góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và chất lượng dạy, học. Mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông công lập, 80% cơ sở giáo dục mầm non công lập sử dụng phần mềm quản lý trường học, hồ sơ chuyên môn điện tử, hoàn thiện kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục Đào tạo và IOC Edu của Sở từ phần mềm quản lý trường học. 100% cơ sở giáo dục trung học phổ thông sử dụng hệ thống e-learning kết hợp với dạy trực tuyến và dạy học trên môi trường mạng. Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam là một trong 3 tỉnh thành đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình Trung tâm Điều hành Giáo dục Thông minh IOC Edu chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước, sáng qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Tự hào một dải biên cương nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2021. Triển lãm Non sông liền một dải tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tới công chúng gần 200 bức ảnh là những tác phẩm có chất lượng cao của cuộc thi ảnh Tự hào một dải biên cương do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức trong năm 2020. Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam và các lực lượng bảo vệ chủ quyền ở các vùng biên giới trên đất liền của Tổ quốc. Triển lãm đồng thời giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cùng với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Triển lãm cũng nêu bật những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh sau 46 năm giải phóng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và thành tựu chung của cả nước. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia, trong ngày 25 tháng 4, những bao gạo hỗ trợ đầu tiên đã đến tay hàng chục hộ gia đình gốc Việt sinh sống trong khu vực bị khoanh vùng phong tỏa, phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Pri Sihanouk, tỉnh Pri Sihanouk. Trong buổi chiều 25 tháng 4, đoàn xe của Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã vượt qua 3 chốt kiểm soát sau khi nhận được sự hợp tác của lực lượng liên ngành nước sở tại, để mang 50 suất đồ cứu trợ đến với 50 hộ gia đình người gốc Việt nghèo tại khu vực Tum Núp Rulos, đúng vào thời điểm bà con cần nhất. Trước khi thực hiện đợt cứu trợ, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã chủ động gọi điện đề nghị bà con Tum Núp Rulos thực hiện đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách và chờ ở khu vực chốt gần nơi bà con sinh sống nhất. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý cho biết đại diện văn phòng tòa thị chính tỉnh Pri Sihanouk vào cuối ngày 25 tháng 4 đã gọi điện thông báo chính quyền và chi hội chữ thập đỏ tỉnh Pri Sihanouk sẽ bắt đầu tổ chức cấp phát thực phẩm miễn phí cho toàn thể người dân trong địa bàn phong tỏa, không phân biệt người Campuchia hay người nước ngoài. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pri Sihanouk, cho đến thời điểm này chưa có báo cáo nào về trường hợp người gốc Việt trên địa bàn lãnh sự nhiễm COVID-19. Tạm ngừng hoạt động từ tháng 2 năm ngoái đến nay, lửa súng thần công trên kỳ đài Huế đã được hoạt động trở lại để tạo điểm nhấn du lịch về đêm cho người dân và du khách. Hoạt động này sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong các ngày lễ lớn của dân tộc và sự kiện trọng đại của địa phương.
Đúng 20 giờ tối thứ Bảy vừa rồi, sau những giai điệu nhạc lễ được phát ra, thì đồng loạt những khẩu súng thần công trên kỳ đài Huế bắt đầu bắn lửa. Chín phát súng với ngọn lửa phun xa kèm theo hiệu ứng ánh sáng trên kỳ đài đã tạo điểm nhấn đặc biệt cho sự kiện này. Dù chỉ là mô hình phục dựng lại, nhưng khung cảnh hoành tráng của loạt súng thần công bắn lửa trên kỳ đài Huế đã để lại ấn tượng trong lòng du khách. Ngay chính người dân tại địa phương cũng tập trung ra trước khu vực sân kỳ đài, Phù Vân Lâu để chờ xem khoảnh khắc đặc biệt này. Đây là cái món ăn tinh thần rất là lớn cho mọi người và con thấy là thành phố rất là đáng sống. Nhớ lại những cái lịch sử ngày xưa đó, rất là hay. Bắn thì rất kịch tính mà con thấy tiếc là họ chỉ bắn vào vài màn là hết ạ. Hôm nay là tôi rất tự hào và sung sướng được chứng kiến lại được sự là tỏa sáng của kỳ đài. Sau khi đưa vào hoạt động từ năm 2018, thì đến tháng 2 năm ngoái, việc bắn lửa súng thần công đã phải tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19. Và sau thời gian tạm ngừng hoạt động và bảo dưỡng sửa chữa, những khẩu súng thần công trên kỳ đài Huế đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân, du khách. Trong thời gian sắp tới, thì kế hoạch của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là sẽ tiếp tục bắn lửa súng thần công vào tối thứ Bảy, thì cả tối thứ Bảy hàng tuần vào lúc 20 giờ. Cũng như là các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện lớn của tỉnh. Súng thần công không chỉ là một loại vũ khí dưới thời các vua Nguyễn mà còn là một biểu tượng cho sức mạnh chiến thắng, là vị thần bảo vệ cho kinh thành. Việc tái hiện bắn súng thần công vào các dịp cuối tuần, lễ Tết tại kỳ đài đã giúp Thừa Thiên Huế có thêm một sản phẩm du lịch ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam rất lớn. Bộ Y tế đã chủ động quyết liệt chỉ đạo khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phòng chống dịch để không luống cuống khi xảy ra dịch. Bộ Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng khi có dịch và lưu ý nhiều người dân đã có yếu tố lơ là chủ quan mất cảnh giác. Vì vậy, để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo 6 điều người dân cần thực hiện tốt gồm 1. Hạn chế đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người. 2. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên xúc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt tiếp xúc. 6. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Đồng thời, người dân có thể liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9085 để được tư vấn. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới, Festival Lúa Gạo lần thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là sự kiện nhằm quảng bá kết nối giao thương cho doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong chuỗi ngành hàng lúa gạo. Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, sự kiện dự kiến sẽ có khoảng 800 đến 1.200 gian hàng của các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi ngành hàng lúa gạo tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Ngoài ra sẽ có các hoạt động bao gồm triển lãm các thành tựu về kinh tế của các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị liên quan đến sản phẩm ngành lúa gạo, hội nghị kết nối cung cầu để quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Trước đó, Festival Lúa Gạo lần thứ tư năm 2019 cũng đã diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là sự kiện được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Thưa quý vị, từ khi khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận di sản thế giới năm 2009, hoạt động kinh doanh du lịch cửa đại Cù Lao Chàm, Hội An phát triển khá mạnh. Từ đến nay đã có 44 doanh nghiệp với 124 phương tiện cano cao tốc và 9 tàu gỗ hoạt động đưa đón khách. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Sự ra đời các phương tiện giao thông đường thủy, nhất là tàu cano cao tốc, đã giúp việc vận chuyển khách ra đảo nhanh chóng. Đặc biệt, những năm gần đây chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào với du khách, bởi hầu hết tàu thuyền hoạt động tại cảng đều đáp ứng những quy định bắt buộc từ mặc áo phao cho khách, thời gian khởi hành, số lượng hành khách trên mỗi cano, giấy phép xuất bến đến trang bị dụng cụ bảo hộ trên phương tiện. Chỉ khi đảm bảo được những yêu cầu này, tàu cao tốc, thuyền máy mới được phép khởi hành, vận chuyển du khách ra đảo. Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đồn biên phòng cửa đại, đội quản lý bến thủy nội địa, cảnh sát đường thủy cũng đã phối hợp xây dựng đội ứng cứu thường trực, sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Thì qua công tác phối hợp tại bến thì chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng.
và các lực lượng phối hợp với nhau thì là rất tốt. Và chúng tôi thường xuyên tuần tra kiểm soát để ngăn chặn cái hoạt động cò mồi cũng như là các cái hoạt động là gây mất trật tự tại cảng bến. Đấy, chúng tôi cũng đã thống nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi vận chuyển hành khách. Và cũng qua đó, và đặc biệt nhất là sẽ kiểm tra kỹ cái an toàn đối với các phương tiện để đặt cái tính mạng của hành khách là lên hàng đầu. Được biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách du lịch ra vào, cá biệt ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết, tuyến cửa đại Cù Lao Chàm đón từ 3.000 đến 4.000 lượt khách ra. Hiện nay, lượng khách đến Cù Lao Chàm tham quan du lịch không ngừng tăng. Thành phố Hội An đã và đang áp dụng một số biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tới nghỉ dưỡng tại Cù Lao Chàm. Trong đó có việc khống chế số lượng khách ra đảo mỗi ngày bằng cách cấm phương tiện vận chuyển quay đầu nhiều lần trong ngày để vào bờ đón thêm khách. Anh em sẽ chia làm hai tổ, một tổ là kiểm tra giấy tờ thuyền viên đăng ký đăng kiểm, đổ bộ. Thứ hai là kiểm tra trực tiếp trên phương tiện về an toàn phương tiện, là số lượng hành khách tuyệt đối không được vượt quá cái thể trọng cho phép được cho phép. Và những kèm theo là những an toàn trên phương tiện như phô, trang bị phô cứu sinh, cứu đám, phòng cháy chữa cháy, vân vân. Được biết, năm 2015, Ban Toàn giao thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với thành phố Hội An đã tổ chức ký cam kết xây dựng văn hóa giao thông bến thủy nội địa, cửa đại Cù Lao Chàm. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương cam kết vào cuộc lập lại trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh hoạt động tàu thuyền đưa đón khách ra vào tham quan khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, không để xảy ra hoạt động chui, gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thưa quý vị, chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.